Trần Thy mến chào quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma, Truyện Dài Kỳ. Trong khung giờ đọc truyện buổi trưa ngày hôm nay thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập 3 của bộ truyện Bào Thai Của Quỷ, tác giả Cổ Nguyệt. Quý vị hãy ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng cách tương tác trang web cá nhân của tác giả nhé. Đường link thì có dán trong phần mô tả video. Và quý vị nghe truyện đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thy và kênh Xóm nhé. Thì xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 3 ngay sau đây. Cô Lý lúc này chỉ đứng một chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của bà cụ mà không có ý định đuổi theo hay hỏi thêm gì nữa. Cũng chẳng biết là nguyên nhân gì, cô đưa sợi chỉ đỏ lên nhìn ngắm một lúc với vô vàn suy nghĩ. Rồi ánh mắt của cô đột nhiên bỗng trở nên sắc lạnh quyết đoán. Cô lập tức để cái giỏ xuống rồi đeo sợi chỉ đỏ vào tay của mình mà không hề chần chừ. Sợi chỉ được buộc vào cổ tay, cô nhìn mong manh nhưng lại vô cùng chắc chắn. Cô Lý cầm cái giỏ lên, kéo ống tay áo phủ xuống, rồi nhanh chóng rảo bước quay trở về nhà, không vào chợ nữa. Cô Lý về nhà nhưng không nói gì với ông Phúc vì cô sợ ông sẽ lo lắng. Đêm đó cô không tài nào ngủ được, cứ nằm trằn trọc suy nghĩ tới những câu nói của bà lão ăn mày kia. Trong dạ vừa thấp thỏm không yên, lại vừa tò mò muốn biết rốt cuộc là mình sẽ gặp phải kiếp nạn gì. Gió từ bên hiên nhà thổi lùa qua vách lá khiến cho cô Lý bất giác cảm thấy lạnh người. Khẽ kéo tấm chăn lên cao ngang ngực, mắt cô ngó mông lung nhìn lên trần nhà mà thao thức. Lúc này bỗng nhiên cô cảm thấy nhớ Viễn đến da diết. Nếu như có anh ở đây thì có lẽ cô chẳng cần phải bận tâm lo lắng nhiều như thế. Giờ này anh đang làm gì? Đang ngủ hay chưa? Hình bóng của Viễn cứ ẩn hiện trong đầu của cô quay quắt, cho đến khi hai mắt mòn mỏi rã rời thì cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Tại núi Cấm. Sư huynh, anh về núi sao không đợi em hả? Làm em cứ tìm anh ở trong cái làng thủy mãi à? Mai mà có hồi đẹp truyền âm, em mới biết là anh đã về đây rồi đó. Giọng của A Linh cứ léo nhéo bên tai của Viễn, khiến anh không tài nào tập trung được. Khẽ nhíu hai hàng lông mày rậm đen, tỏ vẻ khó chịu. Anh liếc mắt lên nhìn A Linh. Em có thể giữ im lặng cho anh luyện pháp được không? Mật thất này em cũng vào được nữa sao? A Linh trông thấy phản ứng cáu gắt của Viễn, chẳng những không có ý định đi ra mà còn sấn tới ôm lấy cánh tay của anh, vui vẻ trả lời. Sao lại không? Anh quên em cũng là đệ tử của lão tà hay sao? Cũng may là sư phụ không đổi mã khóa. Viễn nghe câu trả lời của A Linh thì lúc này mới quay phắt lại nhìn cô ta bằng thái độ lạnh lùng. Anh đáp. Em còn nhớ em là đệ tử của lão tà hả? Vậy mà anh còn tưởng em đã quên lâu rồi đó chứ. Thôi mà sư huynh, chuyện qua rồi, anh không thể bỏ qua cho em được hay sao? Em biết là em có lỗi với sư phụ, nhưng mà em cũng có nỗi khổ riêng. Bây giờ em về đây đã dập đầu tạ tội trước trong linh bài vị của người rồi, anh còn chỉ chiết em tới khi nào nữa? A Linh trưng ra bộ mặt đau khổ nhìn Viễn bằng đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Cô ta vẫn ghì chặt lấy cánh tay của anh mãi không chịu buông, vừa méo máu vừa giải thích. Viễn tất nhiên là không để bụng, vì dù sao thì A Linh cũng là sư muội, cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ với anh. Cả hai đều cùng được lão tà nhận nuôi và dạy cho đạo pháp. Anh chỉ là muốn nhắc nhở cô ta một chút, chứ cũng chẳng có ý trách móc gì, vì bây giờ sư phụ cũng đã không còn nữa. Viễn đưa tay gỡ bỏ bàn tay của A Linh ra khỏi người mình. Anh khẽ quay đi, cất tiếng nói lạnh lùng như băng giá. Vậy thì tốt, ít ra em còn biết được đâu là nguồn cội. Giờ thì ra ngoài đi, cho anh luyện pháp, anh không có nhiều thời gian đâu. A Linh bị Viễn tỏ thái độ thờ ơ, thì lúc này mới xị mặt đứng lên. Cô ta nhìn anh rồi hậm hực nói: Anh lại muốn triệt hạ con ma nữ đó sao? Sư huynh à, nó là quán linh ngàn năm, lại còn có sức mạnh của thủy thần bảo hộ. Anh cơ bản là sẽ không bao giờ đấu lại nó, hà tất phải cố chấp vậy chứ? Viễn không trả lời. Anh chỉ ngồi im trước pháp bảo của lão tà để lại, hai mắt nhắm nghiền, tập trung vào luyện thuật, mặc kệ lời nói của A Linh. Cô ta nhìn thấy Viễn chẳng hề đếm xỉa gì tới mình thì cũng mím môi ra vẻ tức tối, nhưng lại chưa có ý định rời đi, mà còn lên tiếng nói tiếp: Anh làm gì cô ta có phải không? Anh biết rõ cô ta chính là công chúa vương tộc, là mục tiêu của con quán linh, nên anh mới muốn bảo vệ cô ta, đúng không? Viễn lúc này, sau khi nghe thấy câu nói đó của A Linh thì không còn tập trung được nữa. Anh mở mắt ra, quay phát lại nhìn cô bằng đôi mắt như thiêu đốt, gằn lên từng tiếng: Phải thì sao? Nếu em còn không ra ngoài, anh sẽ gọi linh thú vào tống cổ em ra đó. Em làm phiền vậy đủ chưa? Anh... A Linh bị thái độ của Viễn làm cho vừa giận vừa sợ, bỗng trở nên câm nín. Cô ta nghiến răng thở dốc, nhìn anh chằm chằm, rồi dậm chân một cái thật mạnh xuống nền đá, xoay lưng bỏ đi ra khỏi mật thất, không dám quay trở vào nữa. Viễn nhìn theo bóng lưng của A Linh mà bực dọc, thở hắt ra một làn hơi lạnh buốt. Anh khẽ hừ nhẹ, rồi cũng nhanh chóng quay vào, tiếp tục tập trung với việc luyện pháp còn đang dang dở. Cô Lý mấy ngày nay ở suốt trong nhà, chốc chốc lại nhìn vào sợi chỉ đỏ của bà cụ đưa, đang được cô đeo trên tay, mà trong dạ có phập phồng lo sợ. Một nỗi sợ mơ hồ mà ngay chính bản thân của cô cũng không rõ là mình đang sợ điều gì. Rồi vào một buổi chiều mặt trời đứng bóng, ông Phúc thì đi làm đồng vẫn chưa kịp về. Cô đang ngồi ở trước cửa ngó mông lung ra ngoài sân nhà chờ đợi. Trong ánh hoàng hôn đã ngả màu u tối, có một bóng người từ xa đang đi về phía ngôi nhà của ông Phúc. Bóng dáng cao lớn, có phần hơi thân thuộc, bất giác khiến cho cô Lý nghe tim mình nhói lên một cảm giác gì đó vô cùng khó tả. Bóng người từ từ tiến lại gần hơn. Mặc dù đã sớm định hình được, nhưng cô Lý vẫn cố căng mắt ra nhìn cho thật kỹ. Vào giây phút hai mắt cô mở to, khuôn miệng há hốc vì bị bất ngờ, thì một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên xa xăm trong gió: Em khỏe không? Lâu rồi không gặp. Cô Lý bị đứng hình ngay tức thì, khi trước mặt cô lúc này chính là người đàn ông đã bỏ rơi cô mà ra đi biền biệt tận hơn 10 năm trời ròng rã. Thấy cô chỉ đứng nhìn mình mà không trả lời, người đàn ông khẽ mỉm cười. Anh ta vẫn đứng bên ngoài cánh cửa mà nhìn cô bằng đôi mắt rất đổi ngọt ngào, rồi tiếp tục trầm giọng: Em sao vậy? Không nhận ra anh sao? Không gian bắt đầu chìm vào im lặng bởi sự xuất hiện đột ngột của một con người mà cô Lý tưởng rằng anh ta sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa. Phải mất một lúc lâu định thần lại cảm xúc, đôi môi của cô mới khẽ mấp máy thốt ra được thành lời: Lương, là anh sao? Phải, là anh đây nè. Anh về với em rồi đây. Lý à, anh nhớ em lắm. Trên gương mặt của Lương hiện ra nét vui mừng. Anh ta mỉm cười nhìn cô, nhưng trong nụ cười đó có một nét gì không được tự nhiên cho lắm. Cô Lý thì ngược lại, cô không lấy gì làm hớn hở, bởi trong lòng cô, hình bóng của anh ta đã không còn hiện hữu kể từ khi cô có Viễn. Cô Lý chỉ nhếch miệng cười cho có lệ, thái độ lạnh lùng nhìn anh ta bằng trái tim từng yêu từng hận. Cô nói: Anh nhớ tôi hả? Buồn cười thật. Hơn 10 năm trời không tin tức, hôm nay anh quay trở về và bảo rằng là anh nhớ tôi. Tôi có nên vui hay không ta? Nụ cười trên môi của Lương đột nhiên tắt ngấm. Anh ta thoáng chau mày nhìn cô Lý. Có lẽ mọi thứ diễn ra không đúng với suy nghĩ của mình, khiến cho anh ta có hơi chút bất ngờ. Nhưng rồi cũng khá nhanh chóng lấy lại nét trầm ổn. Lương lại nở nụ cười nhìn cô rồi nói: Em nói cái gì lạ vậy? Anh nhớ em thật mà. Anh biết là anh có lỗi với em rất nhiều, nhưng vì anh có nỗi khổ riêng. Năm đó anh bỏ làng mà ra đi, chỉ vì anh muốn tìm tương lai tốt đẹp cho hai chúng ta sau này. Nhưng mà có lẽ do anh quá mải mê nên mới để em phải trông chờ suốt 10 năm trời đăng đẳng. Là anh sai. Lương vừa nói vừa đưa đôi mắt sáng quắc kỳ lạ của mình nhìn cô Lý như ngầm dò xét thái độ. Anh ta vẫn đứng ở bên ngoài cánh cửa, trên vai còn mang theo một túi hành trang cũ kỹ. Cô Lý ngước mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh ta. Sau vài giây, chợt cô nhận ra Lương có một điều gì đó rất khác lạ. Anh ta bây giờ và anh ta của hơn 10 năm trước hoàn toàn giống như hai thái cực song hành, rõ ràng rất khác biệt. Nhưng cô không tự mình giải thích được rốt cuộc là khác nhau ở chỗ nào và vì sao lại thành ra như vậy. Cô Lý vẫn giữ thái độ bình thản, đôi mắt vô hồn nhìn Lương không một chút cảm xúc. Có lẽ thời gian đã làm nhạt phai đi tất cả những ký ức trước kia về anh ta. Cô lạnh lùng lên tiếng: Anh có sai hay đúng thì bây giờ đối với tôi điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. 10 năm không gọi là dài, nhưng nó cũng đâu phải ngắn để dành cho sự chờ đợi. Anh nói xem, nếu như ít ra tôi biết được sự chờ đợi của mình sẽ có kết quả thì có lẽ bây giờ tôi đã rất vui mừng hạnh phúc. Còn đằng này, không một lá thư. Tôi nghĩ giữa chúng ta đã hết duyên rồi. Anh nên tự trọng thì hơn. Lúc này Lương lại càng bất ngờ hơn về thái độ cương quyết và dứt khoát của cô Lý. Khuôn mặt của anh ta đột nhiên tối sầm lại, nụ cười không còn nữa, mà thay vào đó là một cái nghiến răng hằn lên sự tức giận, nhưng tuyệt nhiên không để cho cô Lý nhìn thấy. Lương không nói thêm gì, mà lúc này lại tự tiện bước qua cánh cửa định vào trong nhà thì bị cô Lý dùng lời nói ngăn lại. Anh vào đây làm gì? Bác Phúc không có ở nhà, tôi thì không có nhu cầu tiếp anh. Nhưng dường như lời nói của cô anh ta chẳng hề đem để vào tai, vẫn mỉm cười khẽ liếc mắt nhìn cô một cái, rồi cứ như vậy bước thẳng vào trong nhà, tự nhiên ngồi xuống. Nè, anh có nghe tôi nói gì không hả? Cô Lý bất lực nhìn vào trong nhà. Lương đang ngồi điềm nhiên trên chiếc giường tre nhìn cô như thách thức. Cô Lý lúc này đã có phần hơi tức tối, mặc dù đã khá sợ vì chỉ có một mình ở nhà, nhưng với thái độ lì lợm của anh ta, cô cũng không nhịn được nên mới vội vàng bước theo vào bên trong. Vừa bước vào gần chỗ của anh ta ngồi, chưa kịp làm gì thì Lương đã bất ngờ vụt đứng lên, ôm chầm lấy cô Lý. Anh làm cái gì vậy? Anh bỏ tôi ra! Song song với tiếng hét của cô cũng đồng thời vang lên một tiếng hét nghe có vẻ như rất là đau đớn. Lương chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà đột nhiên lại bỏ cô Lý ra, hai tay ông lấy ngực mình kêu lên kinh hãi. Ngay lúc ấy, ông Phúc vừa đi làm đồng về, trông thấy cảnh đó ngay lập tức vội vàng cầm theo chiếc cuốc chạy vào, níu tay cô Lý lùi ra, rồi giơ cao chiếc cuốc nhìn về phía Lương nói lớn: Này cậu kia, cậu là ai mà vào nhà tôi như thế hả? Lại còn định giở trò với cháu gái của tôi. Cậu muốn chết à? Lương sau vài giây kinh hãi, không biết vì lý do gì thì lúc này cũng đã kịp định thần. Anh ta vội vàng xua xua tay nhìn ông Phúc, rồi cười hề hề nhanh nhảu nói: Bác, là con đây nè. Con Lương nè bác. Bác không nhận ra con sao? Ông Phúc nghe anh ta nói xong thì lúc này mới khẽ nhíu mày, nhìn kỹ vào mặt của anh ta một lúc, sau đó mới từ từ hạ chiếc cuốc xuống, nhìn anh ta nói: Lương, bất Lương, à nhầm, Nhất Lương, là thằng Nhất Lương, con của bác Phủ phải không? Lương gật đầu lia lịa. Anh ta thở phào một cái, rồi vui vẻ tươi cười nhìn ông Phúc, với khuôn mặt pha chút gì đó hơi gian manh, mà cất giọng trả lời. Dạ đúng rồi ạ. Ông Phúc khẽ à một tiếng. Đoạn ông quay sang nhìn cô Lý đang còn mang trên mình khuôn mặt vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào Lương mà không thốt ra được chữ nào. Rồi ông lại quay sang nhìn anh ta hỏi. Hai đứa có chuyện gì sao? Mà bay về khi nào đó? Chẳng phải bay đã biệt tích hơn 10 năm nay rồi à? Người trong làng còn đồn bay đã chết mất xác rồi đó. Ê, ác thiệt chứ. Lương khẽ cau mày nhìn ông Phúc. Bởi anh ta cũng không đến nỗi ngu ngốc mà không biết rằng ông Phúc chính là đang xỉa xói mình. Mặc dù vậy, nhưng Lương vẫn cố trưng ra cái bộ mặt vui vẻ, nhìn ông trả lời. Dạ hiểu lầm thôi bác. Tại con nhớ Lý quá nên mới... Mà cô ấy đang còn giận con. Xin bác nói giúp giùm con một tiếng à. Anh im đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh vui lòng rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không đừng có trách cái miệng của tôi đó. Cô Lý không để cho anh ta kịp nói hết câu, đã nhìn vào mặt anh ta mà hét. Vốn dĩ cô không định làm quá vấn đề, vì dù sao cũng là tình xưa nghĩa cũ, hết duyên hết phận thì vẫn còn có thể xem nhau như một người bạn. Nhưng vì hành động khiếm nhã của Lương vừa rồi khiến cho cô không thể nào chấp nhận được. Cô nhìn anh ta bằng đôi mắt không chút ấm mà gằn lên từng tiếng. Lương lại tiếp tục đưa ra khuôn mặt hối lỗi. Anh ta bước tới gần cô Lý mấy bước, rồi nhìn cô dịu giọng. Anh xin lỗi mà, em đừng có giận nữa. Anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Tha lỗi cho anh nha. Tôi không muốn nghe. Anh đi ra ngoài ngay cho tôi. Đừng có để tôi phải nhắc lại. Lý, anh... Ông Phúc đứng đó nãy giờ, lúc này mới níu lấy tay áo của Lương, kéo anh ta đi ra ngoài phía cửa. Vừa đi vừa nói. Thôi bay về đi. Chuyện gì mai hẳn nói. Để cho nó ngồi giận đã. Bay cũng thiệt là... Lương lúc này chẳng còn cách nào khác, cũng đành hậm hực bỏ ra ngoài, không quên nhìn cô Lý nói tiếp. Vậy anh về đây. Mai anh lại sang nghe. Anh xin lỗi. Cô Lý không trả lời, cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái. Khuôn mặt cô vẫn còn đang đỏ au vì giận. Ông Phúc khẽ tặc lưỡi, rồi nhanh tay kéo Lương ra ngoài. Ông nhìn anh ta bất giác hỏi. Mà bây giờ về làng rồi á, thì bay ở đâu? Vẫn nhà cũ hả? Dạ con về nhà ba con. Vẫn may là ba con vẫn còn để lại căn nhà cho con đó bác. Ông Phúc gật gù, đưa tay vuốt lấy chòm râu chóm bạc của mình, nhìn ra xa xăm ngoài cửa. Ông nói. Thì chỉ có con cái mới bỏ cha bỏ mẹ, chứ có bao giờ cha mẹ bỏ rơi con cái của mình đâu chứ. Lương thừa hiểu câu nói của ông Phúc là đang muốn ám chỉ điều gì. Anh ta lại làm ra một bộ mặt buồn bã, nhìn ông nói. Con biết mà, con có lỗi với mọi người nhiều quá. Ông Phúc chợt thở dài, rồi vội khoát tay ra ngoài phía cửa. Thôi bây về đi. Có gì thì nói sao, chứ bác thấy tình hình nó không có ổn đâu. Nói xong, ông lại quay sang nhìn cô Lý, lúc này vẫn còn đang đứng đó với thái độ vô cùng khó ở. Cô còn chẳng thèm đếm xỉa gì tới lời nói của Lương. Anh ta trông thấy vậy, lúc này cũng khẽ mím môi, gật đầu chào ông Phúc. Vậy thôi, con xin phép về ạ. Con chào bác. Trước khi bước ra khỏi cửa, Lương vẫn còn thoáng ngoảnh đầu nhìn lại. Đôi mắt của anh ta cứ chăm chú soi vào sợi chỉ đỏ đang được đeo ở trên tay của cô Lý, mà hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, rồi dần dần khuất dạng. Sự trở về đột ngột của Lương lúc này khiến cho cô Lý lại thêm phần nào suy nghĩ. Vốn dĩ đó là một niềm vui, bởi sự chờ đợi hơn 10 năm ròng nay đã được bù đắp. Nhưng không, chưa kể bây giờ cô đã trao trái tim mình cho Viễn. Còn lại, cô nhận ra ở Lương có điều gì đó khiến cho cô cảm thấy không được an toàn. Anh ta thay đổi quá nhiều, từ hành động cho đến lời nói, ánh mắt, tất cả đều toát ra một thứ cảm giác giống như anh ta không phải là Lương mà năm xưa cô từng biết vậy. Ông Phúc thấy cô Lý cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn thì mới khẽ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ vỗ vào vai cô mà nói: "Con sao vậy?" Cô Lý thoáng giật mình quay lại, trông thấy ông Phúc thì cũng khẽ mỉm cười trả lời: "Dạ đâu có gì đâu à, con chỉ suy nghĩ dẫn dơ thôi mà." "Con đang nghĩ tới thằng Lương, có đúng không?" Ông Phúc còn lạ gì với bản tính của đứa cháu mà ông coi như con ruột của mình. Vốn là một người sống giàu tình cảm, hiền lành nên hay suy nghĩ nhiều. Ông cũng biết rằng cô đã không còn yêu thương gì với Lương nữa, có thể chỉ là một thoáng cảm xúc chạnh lòng khi anh ta bất chợt quay trở về mà thôi. Dù gì cũng từng là tình cũ. Ông khẽ thở dài, vỗ vỗ vào vai cô mấy cái, trầm giọng nói: "Thôi, con đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Cái gì cũ thì là cũ, đừng có vì ái nái mà khiến bản thân mình không có được vui. Con không có lỗi gì cả, mà chính nó mới là người bỏ rơi con kia mà. Cứ tự nhiên mà sống với tình cảm thật của mình đi. Con yêu cậu Viễn thì cứ biết tới cậu ấy là được rồi, còn lại cứ mặc kệ hết đi. Con không có sai, có hiểu không?" Cô Lý nghe xong những lời nói đó của ông Phúc thì trong lòng như trút bỏ đi được một mớ gánh nặng muộn phiền. Cô khẽ gật đầu rồi nhìn ông thủ thỉ: "Con hiểu rồi, con sẽ không suy nghĩ nữa đâu. Bác đừng có lo nha." "Ừ, vậy thì tốt." Ông Phúc cười hiền, nhẹ xoa đầu cô Lý, giống như cái cách mà ba cô ngày xưa vẫn hay làm. Đột nhiên cô cảm thấy ấm áp mà tựa đầu vào vai ông, như thể ông chính là gia đình của mình, bình yên đến lạ. Sau hôm ấy, Lương có lẽ vì muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nên ngày nào cũng sang nhà ông Phúc tìm cô Lý mà ỷ ôi năn nỉ. Nhưng thứ anh ta nhận lại được vẫn là thái độ lạnh nhạt thờ ơ của cô. Ngay cả một câu chào cô cũng chẳng thèm bận tâm màng tới. Thời gian cứ như vậy dần trôi, bẵng đi đã hơn một tháng trời. Ngày ngày, cô Lý vẫn ra ngồi nơi cánh cửa để trông đợi bóng hình của Viễn. Nhưng rồi cô lại khẽ thở dài. Hai hàng mi cong vút lại cúp xuống buồn bã khi đợi mãi mà chẳng thấy anh đâu. Sự nhớ nhung ấy làm cho cô liên tưởng đến sự ra đi của Lương ngày trước. Cô thoáng chút chạnh lòng, nghĩ rằng có lẽ nào Viễn cũng giống như Lương, lại rời bỏ cô mà đi, không bao giờ trở lại như thế sao? Ông Phúc nhìn thấy cô Lý cứ đêm ngày vào ra buồn bã thì cũng chỉ khẽ thở dài, vì ông cũng chẳng biết khuyên bảo thế nào khi chính bản thân ông cũng đang trông ngóng sự trở về của Viễn. Thế mà đợi mãi anh vẫn cứ bặt tâm. Rồi vào một buổi chiều, khi hoàng hôn tắt nắng, Lương lại sang nhà ông Phúc với khuôn mặt khá là vui vẻ, trên tay còn bế theo một con mèo tam thể rất đẹp tặng cho cô Lý, vì anh ta biết cô rất thích thú nuôi. Nhà đặt con mèo xuống trên chiếc giường tre bên cạnh cô, anh ta liền hồ hởi nhìn cô rồi nói: "Tặng cho em nè, nó dễ thương và ngoan lắm đó, lại còn giỏi bắt chuột nữa. Để nó làm bạn với em nha." Cô Lý vừa nhìn đã thích, nhưng vì con mèo là do Lương mang tới nên cô cũng cố làm ra vẻ thờ ơ. Cô không thèm nhìn anh mà trả lời luôn: "Tôi không cần, anh đem nó về đi." Con mèo này dường như rất biết cách nịnh nọt. Nó nhẹ nhàng bước tới, dụi dụi cái đầu tròn lẳng vào người cô mà kêu meo meo, khiến cho cô không kềm lòng được mà nhìn xuống. Cô Lý vốn rất thích động vật, đặc biệt là những con dễ thương giống như con mèo này. Cô bất giác đưa tay vuốt ve lên bộ lông mượt mà của nó, rồi lại mỉm cười ra vẻ thích thú. Con mèo vẫn tiếp tục dụi đầu vào tay của cô làm nũng. Lương đứng đó, khóe môi cong lên một nụ cười bí hiểm, rồi đột nhiên ánh mắt của anh ta lóe lên một tia sáng vô cùng kỳ lạ, sau đó rất nhanh chóng trở lại bình thường. Và vào khoảnh khắc, Đôi mắt của Lương thay đổi màu sắc. Cũng chính là lúc con mèo bỗng nhiên kêu lên một tiếng thất thanh. Ngay lập tức nó chồm tới, ngoạm vào sợi chỉ đỏ trên tay của cô Lý, giật mạnh. Sợi chỉ nhanh chóng đã nằm gọn trong miệng của con mèo. Trong sự hốt hoảng giật mình của cô Lý, cô cố với tay định giành lại sợi dây, nhưng con mèo đã nhanh chân nhảy thoát xuống đất, rồi co giò chạy đi mất dạng. Cô Lý với khuôn mặt vô cùng hoảng loạn, vội vàng bỏ chân xuống giường, chạy dục ra ngoài sân để tìm kiếm con mèo, nhưng chẳng thấy nó đâu. Lương trông thấy cô chạy đi thì cũng làm ra vẻ lo lắng, rồi nhanh chóng đuổi theo sát ngay ở phía sau. Vừa tới nơi, anh ta đã thở hổn hển nói: Em chạy cái gì mà nhanh thế? Thôi vào nhà đi, để anh tìm nó cho. Chắc nó chỉ đi quanh quẩn ở đâu đây thôi à. Có lẽ là do nó còn lạ đó. Hay là để anh tìm cho em một con mèo khác dễ thương hơn, chịu không? Lúc này cô Lý đột nhiên quay phắt lại nhìn anh ta bằng đôi mắt đầy tức giận, gắt lên: Anh mau đi tìm nó về đây ngay cho tôi. Đều là tại cái đồ viện vất của nhà anh đó. Thật là tức chết mà. Anh đâu có làm gì đâu. Sao tự nhiên em lại nổi nóng với anh? Thì anh chỉ muốn làm cho em vui thôi mà. Lương trưng ra bộ mặt vô tội đến đáng thương của mình, nhìn cô Lý nói. Còn cô lúc này chỉ nghĩ đến sợi dây chỉ đỏ của bà cụ ăn mày đã cho mình, mà trong dạ bối rối không yên. Công sức cô gìn giữ nó gần một tháng nay, ngay cả đi tắm cũng chẳng dám cởi bỏ, bây giờ lại bị một con mèo ất ơ cưỡm đi mất. Mà con mèo lại chính là của Lương mang tới. Nghĩ vậy cô càng thêm ức, nên mới liếc mắt nhìn anh ta nói: Tôi không cần biết. Anh mau tìm nó về để cho tôi đi. Bực mình thật đó. Dứt câu, cô không thèm đếm xỉa gì tới Lương nữa, mà bỏ đi một nước, tiếp tục rảo bước vòng quanh để tìm kiếm con mèo. Dưới đôi mắt đột nhiên biến dạng thành một màu đen ngòm, và nụ cười quỷ dị của Lương đang nhìn theo cô mà không hề hay biết. Hôm nay cũng đến ngày Viễn đã luyện xong pháp bảo và chuẩn bị xuất quan xuống núi. Trong lòng anh đang nóng như lửa đốt, không biết vì nguyên nhân gì, nhưng cứ cảm thấy sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra với cô Lý. Điều đó càng thôi thúc anh lúc này phải càng nhanh chóng trở về làng Thủy hơn bao giờ hết. Nhanh tay thu dọn hành lý để ngay lập tức lên đường, vì hành trình từ núi Sam đến sông Tiền phải mất hơn 10 ngày đường mới có thể đến nơi được. Vừa ra khỏi mật thất, Viễn đã gặp ngay A Linh, đang đứng bên ngoài đợi sẵn từ lúc nào. Cô ta vừa trông thấy Viễn đã vội vàng lao đến ôm chầm cánh tay của anh mà cười tươi vui vẻ nói: Sư huynh, anh luyện xong rồi hả? Viễn theo thói quen lại khẽ nhíu hai hàng lông mày anh tuấn của mình, nhìn A Linh lên tiếng: Em vẫn còn chưa chịu đi hả? Sao anh lại đuổi em? Đây cũng là nhà của em mà. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, chẳng có đi đâu cả. A Linh phồng má phụng phịu như một cô bé vừa tuổi trăng tròn, khiến cho Viễn nhìn vào liền cảm thấy không vừa mắt. Anh gỡ bỏ bàn tay của cô ra khỏi người của mình, rồi nhìn A Linh với thái độ không hài lòng. Anh nói: Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi mà còn dở cái giọng nũng nịu như trẻ con thế hả? Anh nhớ không lầm thì em cũng qua hàng trăm rồi ha. A Linh bị Viễn tạt cho một gáo nước lạnh, lúc này mới thôi mè nheo. Cô ta chỉ biểu môi nhìn anh tức tối trả lời: Thì sao? Anh cũng hơn gì em. Lão già thiên thập cổ lầy hy như anh hả? Giờ lại còn biết yêu, sợ thiệt. Viễn không thèm trả lời A Linh. Anh khẽ liếc mắt tỏ thái độ lạnh lùng, rồi đưa tay đẩy cô ta sang một bên, toan bước đi thì A Linh lại nhảy vọt lên phía trước, chắn ngang đường nói: Anh về làng Thủy hả? Em đi nữa, em muốn đi với anh. Viễn lại nhíu đôi lông mày, quắt mắt lên nhìn A Linh, cất giọng lạnh như băng giá: Em đi theo anh làm gì? Chỗ đó không ai chào đón em cả. Em mặc kệ. Nếu anh đi để tiêu diệt con ma nữ, em sẽ cùng anh kề vai tác chiến. Em cũng muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình đối với sư phụ. Anh cho em đi đi. A Linh lúc này khuôn mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Thái độ không có vẻ gì là nói đùa của cô ta khiến cho Viễn đột nhiên lại có chút lưỡng lự. Im lặng một lát, Viễn lúc này mới ngước mắt lên nhìn A Linh, nói bằng giọng điệu cứng rắn. Thôi được rồi, nếu em muốn đi để tiêu diệt con ma nữ thì đi cùng anh. Nhưng mà có một điều anh cần phải nói rõ với em. Em nói đúng, anh yêu Lý, và anh không muốn cô ấy hiểu lầm giữa anh và em đang có một mối quan hệ khác. Nếu như em muốn đi cùng anh thì em nên giữ im lặng và không được ăn nói linh tinh giống như lần trước đó. Nếu không... A Linh không để cho Viễn kịp nói hết câu, đã biểu môi nhìn anh cắt ngang. Nếu không anh sẽ thả linh thú tống cổ em về chứ gì. Em biết rồi, thật ra lúc đầu là tại vì em ganh tị với cô ấy cho nên mới vậy thôi. Ai bảo anh thương cô ấy hơn em chi. Nhưng mà bây giờ em suy nghĩ lại rồi. Anh hạnh phúc thì em cũng sẽ thấy vui. Em chúc phúc cho hai người còn không kịp nữa là. Viễn hơi bất ngờ khi nghe câu nói đó của A Linh vừa được thốt ra. Anh có hơi không tin nên mới mở to mắt nhìn cô ta như muốn xác minh lại. Trông thấy thái độ buồn cười đó của Viễn, A Linh chợt bật cười khúc khích, níu lấy tay áo của anh kéo đi. Vừa đi vừa nói, thôi mình lên đường thôi anh, chắc chị dâu đang trông anh lắm rồi đó. Em hứa sẽ ngoan như chim bồ câu mà. Viễn bị A Linh kéo đi. Lúc này anh mới tạm tin là cô ta đã không còn ác ý gì với anh và cô Lý nữa. Thế là Viễn và A Linh lại cùng nhau xuống núi, nhanh chóng lên đường trở về làng Thủy, trong sự hồ hởi mong ngóng gặp lại người thương. Anh mạnh mẽ đạp chân lên từng viên sỏi đá, ngày đêm rảo bước trên những con đường ngập tràn gió bụi mà không hề biết mệt. Bởi vì ở phía trước mặt anh lúc nào cũng có bóng hình của cô Lý đang mỉm cười đón đợi. Hành trình trở về làng Thủy lúc này chỉ còn có mấy ngày đường. Viễn và A Linh cứ đi suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Càng đến gần thì trong lòng Viễn lại càng có cảm giác bất an. Anh cũng không giải thích được rốt cuộc thì thứ cảm giác đó là gì. Chỉ biết cắm đầu hướng về phía sông Tiền mà rảo bước trong sự thôi thúc mãnh liệt. Và rồi cuối cùng thì làng Thủy cũng hiện ra ngay trước mặt. Viễn nhanh chóng tìm đến ngôi nhà của ông Phúc bằng đôi chân lúc này đã khá thấm mệt. Ông Phúc đang ngồi ngoài trước cửa. Vừa trông thấy Viễn và A Linh, ông Dục đứng dậy chạy ra chộp lấy tay anh. Đôi mắt già nua nhăn nheo rưng rưng nhìn anh mà nói, trời ơi, sao bây giờ cậu mới quay lại? Viễn cũng vui mừng cầm lấy tay ông. Anh mỉm cười vui vẻ trả lời, dạ tại con bận luyện pháp có hơi lâu so với thời gian dự định, mà đường thì xa nữa cho nên mới dài hơn một chút. Ông Phúc càng siết chặt lấy cánh tay của Viễn hơn. Trong đôi mắt ông có thể nhìn thấy rõ được nét buồn bã trong đó. Viễn lúc này vì quá mong nhớ cô Lý nên mới đưa mắt dội nhìn vào trong nhà tìm kiếm. Anh hỏi, Lý đâu bác? Cô ấy không có ở nhà sao? Nghe Viễn hỏi, ông Phúc chợt cúi gằm mặt xuống mà không vội trả lời anh. Bàn tay dần buông lỏng khỏi cánh tay của Viễn, run run không nói được thành lời. Viễn trông thấy phản ứng hơi lạ của ông Phúc thì trong lòng bất giác có một dự cảm không an. Anh lại cầm lấy tay ông dồn dập hỏi, cô ấy có chuyện gì sao bác? Bác nói cho con biết đi. Nó... cô ấy thế nào? Viễn lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn. Anh vừa hỏi xong thì đã dậm chân bước đi vào trong nhà tìm kiếm. Ông Phúc và A Linh cũng nhanh chóng đi phía sau. Vừa vào tới cửa, Viễn đã trông thấy những tờ giấy hỷ được dán hai bên trên cánh cửa ra vào và cả trên bàn thờ trong nhà của ông Phúc. Trong một giây, trái tim của anh nhói lên một cảm giác như có ai đang cào xé. Vội xoay người nhìn vào khuôn mặt đang vô cùng buồn bã của ông Phúc. Anh gằn nhẹ từng tiếng, tiếp tục hỏi, bác, thế này là sao? Ông Phúc im lặng một lúc lâu, dường như để bình ổn lại cảm xúc. Rồi ông mới từ từ ngước mắt lên nhìn Viễn, buồn bã trả lời, cục Lý, nó lấy chồng rồi. Viễn vừa nghe xong câu trả lời của ông Phúc thì hai chân đột nhiên trở nên mềm nhũn. Nhưng anh vẫn cố gắng mà trụ lại được. Đôi mắt long lên sòng sọc, nhìn ông Phúc nói: Bác nói cái gì? Lấy chồng rồi? Là thật sao? Thật. Dược xong cách đây 3 ngày. Chỉ ra mắt tổ tiên dòng họ, chứ không có tổ chức gì cả. Ông Phúc gật đầu trả lời, mà đôi mắt tránh đi cái nhìn của Viễn. Ông không biết đối diện với anh như thế nào, vì trước khi ra đi, Viễn đã nhờ ông để mắt tới cô Lý. Viễn dường như không tin vào tai của mình khi nghe câu trả lời xác nhận của ông Phúc. Tinh thần của anh hoàn toàn sụp đổ. Viễn cảm thấy rất đau, một cảm giác như có ai đó cầm dao đâm vào tim của anh một nhát, nhói lên từng cơn uất nghẹn. A Linh trông thấy, vội nhanh chóng bước sang níu lấy tay anh mà nói: Sư huynh bình tĩnh đã. Em nghĩ phải có lý do gì đó, cho nên chị dâu mới làm như vậy, phải không bác? Vừa xong câu nói thì ánh mắt A Linh vội ngó sang ông Phúc, nhìn ông như chất vấn. Ông Phúc khẽ thở dài một cái, rồi mới gật đầu kể lại. 4 ngày trước, sau một buổi đi làm đồng về muộn, ông Phúc vừa bước vào nhà thì đã không nhìn thấy cô Lý ra ngoài đón ông như mọi khi. Gọi mãi vẫn không thấy cô trả lời. Lấy làm lạ nên ông mới dậm bước vào trong căn buồng tìm kiếm. Vào tới nơi, ông mới hoảng hồn khi nhìn thấy cô Lý đang ngồi co ro ở trong một góc, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, đang ôm lấy mặt mình mà khóc nức nở. Ông chẳng biết là đã có chuyện gì xảy ra nên mới vội vã bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô gặng hỏi: Lý à, có chuyện gì vậy con? Con làm sao thế này hả? Nhưng cô không trả lời ông, mà chỉ lắc đầu ngoại ngoại. Nước mắt không ngừng tuôn ra lã chã trên gương mặt xinh đẹp nhưng mang đầy hận tủi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông Phúc càng níu lấy vai cô lắc mạnh. Giọng ông run run, vừa hỏi vừa quát: Có chuyện gì xảy ra? Con mau nói cho bác biết đi có được không? Kẻ nào đã làm gì con hả? Cô Lý chỉ ngồi đó nấc nghẹn. Cô ôm lấy tấm chăn mà quấn chặt vào người của mình, rồi cứ như vậy ngồi khóc không thành tiếng. Ông Phúc bắt đầu dần mất kiên nhẫn. Ông lại tiếp tục vịn vào vai cô. Giọng ông càng run hơn vì ông đang không giữ được bình tĩnh. Con bảo nói đi Lý, có chuyện gì? Cô Lý lúc này mới chậm rãi từ từ ngước đôi mắt sưng húp đỏ hoe của mình lên nhìn ông. Hai dòng lệ chảy dài loang lỗ rơi xuống, thấm ướt cả vai áo. Rồi cô đột nhiên ôm chầm lấy ông Phúc mà òa khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị té đau. Cô nói trong tiếng nấc: Bác ơi, tấm thân của con đã bị hoen ố rồi, con không còn muốn sống nữa. Ông Phúc vừa nghe xong thì đã hiểu ra mọi chuyện. Ông dang rộng vòng tay ôm lấy cô mà vỗ về an ủi. Và phải mất một lúc lâu sau khi khuyên bảo cô hãy cứ bình tâm trở lại, đôi mắt ông bỗng nhiên hằn lên những tia lửa tức giận. Ông bấu chặt vào vai cô, buộc cô phải đối mặt với mình mà hỏi: Là thằng bất lương đó, có phải không? Là nó hại đời con có đúng không? Cô Lý vẫn chưa thôi khóc. Cô khẽ gật đầu trong nước mắt, mà trái tim như bị quất nghẹn. Cô cảm thấy đau và tủi nhục, không còn muốn sống trên cõi đời này nữa. Ông Phúc biết lúc này cô Lý đang bị suy sụp tinh thần. Ông mặc dù rất tức giận, chỉ muốn sang nhà của Lương mà trừng trị anh ta, nhưng ông cũng phải cố gắng kiềm chế, an ủi và không để cho cô Lý nghĩ quẩn, tự hủy hoại mình lúc này mới là quan trọng. Sáng hôm sau, khi ông Phúc còn chưa kịp đi tìm Lương để hỏi cho ra lẽ, thì anh ta đã tự lết xác đến, trên tay còn bê theo một mâm quả trầu cao sang tìm ông Phúc mà tạ tội. Ông Phúc tất nhiên là đã mắng chửi cho Lương một trận, không còn lời nào để diễn tả. Nhưng anh ta chỉ biết cúi đầu im lặng, rồi đưa mắt ngó giáo giác vào buồng, như muốn tìm kiếm cô Lý. Sau khi đợi cho ông Phúc mắng chửi xong rồi, Lương lúc này mới đặt nhẹ mâm quả trầu cao xuống bàn, rồi nhìn ông mà nói: Dạ thưa bác, con biết là con sai, nhưng chỉ vì con quá yêu Lý, cho nên mới nhất thời hồ đồ, không có kiềm chế được bản thân. Con xin bác cho con chuộc lại lỗi lầm của mình, bằng cách cho con được cưới Lý về làm vợ. Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy đến hết quãng đời này. Vì dù sao thì ngoài con ra, bây giờ Lý cũng chẳng có thể lấy ai được. Ông Phúc nghe thấy những lời nói đó của Lương thì càng trở nên tức giận hơn. Ông chỉ tay vào mặt anh mà quát: Đồ khốn nạn nhà cậu, còn có tư cách nói ra những lời này sao? Cháu tôi thà bị người đời cười chê, chứ nhất định không gả cho cậu. Cậu đi về đi. Kìa bác, con có ý tốt, tại sao bác lại mắng con như thế? Bộ con nói sai sao? Lý đã là người của con, thì ngoài con ra, cô ấy còn có thể lấy ai được nữa chứ. Con chịu trách nhiệm về việc con làm, như vậy chưa đủ sao? Cậu đúng là sở khanh khốn nạn mà. Mau biến đi cho tôi. Ông Phúc tức giận đến mức ho lên sù sụ. Ông ôm lấy ngực mình mà thở dốc. Ngay lúc đó, bỗng nhiên cô Lý từ trong buồng bước ra. Cô chạy vội tới đỡ lấy ông Phúc, đưa tay vuốt vuốt vào lưng của ông, lo lắng hỏi: Bác à, bác có sao không? Để con rót nước cho bác. Bác ngồi xuống đi cho khỏe đã. Ông Phúc vì tuổi đã khá cao nên sức khỏe cũng có phần hơi yếu. Ông vì đang bị sốc mà không nói được thêm câu nào, chỉ chậm rãi ngồi xuống theo bàn tay dịu dắt của cô Lý. Cô đưa ly nước cho ông, xong rồi cũng vội quay sang nhìn Lương bằng đôi mắt lạnh như băng giá. Cô nói: Anh muốn cưới tôi hả? Được thôi, vậy làm ngay trong ngày hôm nay luôn đi. Tôi không cần sính lễ, chỉ cần cúi lại ông bà thôi là được. Anh về nhà chuẩn bị đi, một lát nữa chúng ta sẽ bái đường. Lương dường như không tin vào tai mình. Anh ta thoáng chau mày nhìn cô, nhưng có vẻ như cô không phải đang nói đùa. Anh ta ngay lập tức trở nên vui mừng hớn hở, và gật đầu lia lịa, nắm lấy bàn tay của cô Lý mà nói: Được rồi, anh về chuẩn bị ngay đây, đợi anh nha. Cô Lý không trả lời anh ta, mà chỉ gật đầu, rồi vội vàng rụt bàn tay của mình lại. Lương lúc này có lẽ vì quá vui mừng nên cũng chẳng thèm bận tâm tới thái độ của cô. Anh ta mỉm cười rồi giục chạy đi, còn không thèm chào cả ông Phúc. Ông Phúc lúc này càng thêm sốc nặng. Ông chỉ nhìn cô Lý rồi ú ớ trong miệng nói không thành lời. Cô biết rằng ông đang muốn nói gì, vội quỳ xuống dưới chân ông. Cô Lý nhìn ông bằng đôi mắt buồn rười rượi. Cô nói: Con không còn cách nào khác cả. Lương nói đúng, ngoài anh ta ra, con còn có thể lấy ai được. Anh Viễn thì lại càng không. Tâm thân của con bây giờ đã bị nhơ nhút, con không còn xứng đáng với anh ấy nữa. Con xin bác, hãy để con đi. Dứt câu, cũng là lúc hai dòng nước mắt của cô lại tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt xanh xao tiều tụy vì cả đêm không ngủ. Ông Phúc khẽ mím môi im lặng. Ông cũng đang khóc, đưa tay xoa lấy đầu đứa cháu gái tội nghiệp, rồi ông tự trách mình đã không bảo vệ được cho cô. Hai người cứ như vậy tựa vào nhau, mặc cho những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm. Hai con người với hai nỗi buồn riêng biệt, không thể nói thành lời. Khốn kiếp mà! Tiếng bóp vang lên khiến cho ông Phúc giật mình mà quay trở về thực tại. A Linh vừa đưa tay đấm mạnh xuống mặt bàn. Cô khẽ trích lên trong miệng tức giận mà nói: Đúng là đồ khốn kiếp, cái thằng chó chết này lại đi giở trò đòi bại với chị dâu. Nhà nó ở đâu, để tôi sang cắt đi hai cái chân của nó. Đốn mạng thật chứ. Ông Phúc chỉ khẽ thở dài, rồi đưa tay chỉ về phía xa xa ngoài cửa mà nói: Nó ở đằng kia, cũng không có xa lắm. Từ hồi con Lý về bên ấy đã 3 hôm nay rồi. Nó không chịu về gặp tôi. Cũng không biết tại sao nữa. Đâu, để tôi. Thôi đi, em đừng có phá nữa. A Linh vừa dậm chân bước đi với khuôn mặt bừng bừng khí thế thì đã bị Viễn lên tiếng ngăn lại. Anh nhìn sang ông Phúc bằng đôi mắt đỏ ngầu, nói trong từng hơi thở. Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của cô ấy. Còn bây giờ không có quyền can thiệp nữa. Cô ấy chẳng có một chút lòng tin nào ở con cả. Thì thôi cứ để cho cô ấy đi đi. Ông Phúc biết những lời nói này của Viễn là đang thầm trách móc cô Lý. Ông cũng thừa biết sự thất vọng trong lòng anh lúc này là lớn đến nhường nào. Ông chỉ khẽ thở dài, bước tới nhìn vào mắt anh Viễn mà nói. Cậu đừng có trách nó. Có trách là trách tôi không bảo vệ được nó. Cậu cũng thừa biết, đối với người phụ nữ, chữ trình đáng giá ngàn vàng. Nó cảm thấy có lỗi với cậu, không còn xứng đáng với cậu nữa, nên nó mới làm như thế. Viễn siết hai bàn tay vào nhau tạo thành nắm đấm, đôi môi khẽ rung lên bần bật nhìn ông Phúc trả lời. Nhưng con không quan tâm điều đó. Con yêu cô ấy, chứ không phải yêu cái thân xác có còn giữ được chữ trinh của cô ấy hay không. Huống hồ cô ấy là bị hại, chứ không phải là tự nguyện. Cô ấy phải biết điều đó chứ. Ông Phúc lúc này cũng lớn tiếng nhìn Viễn đáp lại. Cậu không quan tâm, nhưng nó thì có. Nó cảm thấy mặc cảm. Nó không đủ tự tin để đối diện với cậu. Tôi hiểu nó hơn ai hết. Nó vô cùng đáng thương, chứ không phải đáng trách. Viễn hai mắt lúc này bỗng nhiên nổi lên đường gân máu đỏ thẫm, trông rất đáng sợ. Có lẽ sự tuyệt vọng của anh đã đạt quá mức giới hạn chịu đựng. Anh không nói được thêm câu gì nữa, mà dục chạy ra ngoài, lao đi như một cơn gió. A Linh trông thấy thế định toan chạy theo thì bị ông Phúc ngăn lại. Để cho cậu ấy một mình đi, sẽ tốt hơn cho cậu ấy vào lúc này. A Linh khẽ mím môi im lặng, rồi cũng gật đầu nghe theo lời ông Phúc. Cô đành ngồi xuống, nhìn vào những tờ giấy hỉ màu đỏ được dán trên cửa mà nhẹ thở dài. Cô nói, tội nghiệp cho sư huynh của tôi. Hơn 100 năm nay mới tìm được chân ái. Vậy mà... Ông Phúc vừa nghe loáng thoáng thì kẻ nhíu mày nhìn A Linh hỏi lại. Hả? Cô vừa nói cái gì? Ai 100? Không có gì. Tôi nói bâng quơ đó mà. Mà bác kể tiếp cho tôi nghe đi. Tại sao chị Lý và tên đi tiện đó lại quen nhau vậy? Ông Phúc chậm rãi ngồi xuống, rót ra 2 ly nước rồi đưa cho A Linh 1 ly. Đôi mắt già nua nhìn ra xa xăm ngoài cửa, bắt đầu kể về quá khứ. Viễn chạy ra ngoài bãi sông trong bóng chiều hoàng hôn đang dần mờ nhạt nắng. Tâm trạng của anh rối bời, vừa đau vừa tuyệt vọng. Con sông Tiền vẫn gợn từng đợt sóng nhỏ lăn tăn đánh ập vào bờ, giống như cuộc đời này đang dùng nỗi bi thương mà đánh vào trái tim của Viễn vậy. Từng cơn đau buốt đến quất nghẹn, thấu tận tâm can. Anh quỳ gục trên nền đất, bàn tay siết chặt lại, đấm mạnh xuống dưới làn nước lạnh buốt, ngửa mặt lên trời rồi hét lên vang vọng. Tại sao? Tiếng hét của anh nghe trong đó có đầy đủ cả niềm đau thương lẫn sự nuối tiếc, và có cả tiếng trái tim đang rụng rỡ vì nỗi nhớ niềm thương bây giờ chỉ còn là điều vô nghĩa. Nước sông bắn lên khuôn mặt của anh ướt nhòe, hai mắt anh đỏ ngầu ngân ngấn lệ. Viễn đã hoàn toàn sụp đổ. Mặt trời dần khuất dạng. Viễn vẫn ngồi đó, trầm mình dưới lòng sông lạnh lẽo mà nghĩ về cô Lý, nghĩ tới những kỷ niệm của hai người. Tuy ngắn ngủi, nhưng đối với anh, nó lại là khoảng thời gian đẹp nhất trong suốt cuộc hành trình 100 năm anh tồn tại. Vậy mà chỉ trong phút chốc, nó đã trở thành bi kịch. Nước sông Tiền băng giá đang ôm lấy thân anh, từng con sóng mênh mang đang bủa vây lấy người anh. Nhưng Viễn vẫn cứ ngồi đó, im lìm bất động, không một hành động phản kháng nào. Rồi lúc này, từ đau thương, anh bỗng trở nên oán giận. Anh muốn tự tay mình giết chết cái tên bất lương khốn kiếp kia để đòi lại cô Lý, giành lại tình yêu của mình. Hai mắt anh trực tràn những tia lửa hận thù, dục đứng lên định đi về làng Thủy. Nhưng vừa bước được mấy bước, anh lại thoáng ngập ngừng tự nhủ, là do cô ấy lựa chọn. Cô ấy hoàn toàn không có niềm tin đối với ta. Vậy thì tại sao ta phải bận lòng làm gì nữa? Nghĩ vậy, đôi chân của Viễn lại chuyển hướng nhanh chóng, quay trở lại dòng sông. Anh đưa đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù trút hết vào con Quán Linh, nhìn xoáy vào giữa lòng sông mà thét lớn: "Mà nữ, ngươi mau lên đây cho ta! Hôm nay lão đạo đây sẽ cùng ngươi sống chết!" Ánh mặt trời cuối cùng cũng dần tắt liệm. Bầu trời ngả màu u tối, càng khiến cho không gian trên dòng sông Tiền càng trở nên u tịch. Viễn lại tiếp tục lớn tiếng kêu gọi Quán Linh. Anh rút sợi roi da từ trong túi vải đang đeo trên lưng của mình mà liên tiếp quật thẳng xuống lòng sông lạnh ngắt. Từng nhát roi của anh làm cho mặt sông dậy lên những con sóng cuồn cuộn nước tung trắng xóa. Gió bắt đầu thổi mạnh. Sợi roi trên tay của Viễn được anh liên tiếp quật từng đợt xuống làn nước. Vừa quất, anh vừa hét: "Mà nữ, ngươi mau ra đây cho ta!" Rồi từ dưới đáy sông xuất hiện một dòng xoáy thật mạnh, xung quanh bao phủ một làn khói đen ngòm bốc lên nghi ngút. Từ bên trong dòng xoáy, có một thân ảnh trắng muốt dục bay lên cao, lơ lửng trên không trung. Khuôn miệng không hề cử động, nhưng lại phát ra giọng cười lanh lảnh, kèm theo tiếng nói xa xăm vọng xuống: "Ngươi tìm ta sao? Hôm nay bổn cầu nương sẽ cho ngươi được toại nguyện. Ngươi muốn chết như thế nào hả?" Viễn trên khuôn mặt hằn lên những đường gân máu. Anh quắt mắt nhìn vào con Quán Linh mà gằn từng tiếng: "Ngươi chớ vội ngông cuồng. Hôm nay chính là ngày tàn của loại yêu nghiệt của nhà ngươi." Thật là thú vị. Con Quán Linh bật cười khanh khách. Mái tóc đen dài của nó tung bay phất phơ, bao phủ lấy cả khuôn mặt trắng bệch như xác chết ngàn năm, trông vô cùng quỷ dị. Viễn lúc này có lẽ do tâm trạng không tốt, cộng thêm sự tức giận vì những lời lẽ khiêu khích của Quán Linh, mà anh bỗng nhiên quá thành điên cuồng. Hai đốm lửa đỏ rực xuất hiện trong tròng mắt, nhìn vào Quán Linh mà hét lớn: "Xuất chiêu đi!" Dứt câu, cũng là lúc Viễn lao về phía trước. Sợi roi trên tay của anh ngay lập tức được tung ra, mạnh mẽ quất vào thân ảnh của Quán Linh nghe dùng dục. Nhưng con Quán Linh không hề nao núng, nó liên tục nghiêng người tránh né. Bóng của nó trắng xóa xoẹt qua xoẹt lại trên không trung như một linh hồn thoát ẩn thoát hiện. Con sông Tiền lúc này lại nổi lên những con sóng to dữ dội đánh ập vào bờ, tạo ra những âm thanh đầy oán giận. Viễn trên tay vẫn nắm chặt pháp bảo, khuôn mặt hằn lên một luồng sát khí không khoan nhượng, liên tục nhắm vào con Quán Linh mà tung ra những đòn chí mạng. Hai cái bóng giữa người và quỷ cứ như thế lao vào nhau, làm đất trời rung chuyển, phong ba dần vũ, mây đen che kín cả một vùng. A Linh lúc này đang ngồi trong nhà ông Phúc. Đột nhiên hai tay khẽ động đậy liên hồi, rồi cô đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, nói lớn: "Không xong rồi, sư huynh có biến!" Vừa dứt câu, ngay lập tức cô giục dậy lao đi mà không nói thêm lời nào. Ông Phúc thì đang ngơ ngác, nhưng vài giây định thần lại, ông nhớ lần trước A Linh cũng nói câu này rồi chạy đi. Sau đó thì Viễn đang gặp phải con ma nữ. Ông vội vàng chạy vào trong nhà, cầm theo chiếc long bào, rồi cũng nhanh chóng chạy đuổi theo Linh ở phía sau. Ngoài con sông lúc này, Viễn và con Quán Linh vẫn còn chưa phân định được thắng bại. Anh nhờ vào pháp bảo mới luyện thành mà đang từ từ áp đảo oán linh. Nước sông ở dưới thân người của Viễn đang cuồn cuộn dâng cao lên từng đợt liên hồi. Quán Linh lúc này đã hóa thành thân quỷ. Nó điên cuồng chống trả, kèm theo những đòn tấn công trực diện xuống phía dưới. Sau một hồi đánh nhau kịch liệt, Viễn đang dần dần chiếm thế thượng phong, vì pháp bảo của anh mang theo lần này vô cùng lợi hại. Nó là một thanh kiếm được nung từ cây trụ sắt chống trời, có từ hơn triệu năm về trước, được trui rèn thành một thanh gươm sắc bén, mang theo linh khí của thiên địa, mà tà ma gặp phải cũng mười phần nể sợ. Rồi vào giây phút Viễn quyết định tung ra một đòn chí mạng cuối cùng. Dù biết rằng không thể nào triệt hạ được Quán Linh, nhưng chí ít cũng có thể đem theo linh hồn của nó trở về lại xuống lòng sông mà phong ấn. Viễn trên tay cầm lấy thanh bảo kiếm, anh lập tức niệm chú, dồn sức mạnh của mình vào pháp bảo, rồi hô to lên một tiếng: "Phục ma!" Thanh kiếm rời khỏi tay anh, lao vút lên không trung, tỏa ra một dần hào quang chói lóa sáng rực cả một khúc con sông Tiền. Oán Linh lúc này đã dời thân mình xuống, đứng chênh vênh trên mặt nước. Thanh kiếm phục ma xoay lòng vòng trên không, rồi ngay lập tức mũi kiếm nhanh chóng quay đầu nhắm vào người của Quán Linh mà lao xuống. Khi mũi kiếm chỉ còn cách nó chỉ vài bước chân, đột nhiên Viễn trông thấy hình bóng của cô Lý đang đứng ở trước mặt mình, chắn ngang mũi kiếm. Anh không kịp định thần, đã vội vàng nhìn cô, hét lên vang vọng: "Cẩn thận!" Rồi nhanh như cắt, Viễn dùng pháp đạo của mình dồn lực vào bàn tay, hướng về phía chuôi kiếm mà hô to: "Thu kiếm!" Thanh kiếm lại chuyển hướng, quay trở về nằm gọn trong tay anh trong một cái thở phào của Viễn. Còn chưa kịp lao lên kéo cô Lý quay trở lại về phía mình, Viễn đã nghe từ đằng sau lưng cất lên một giọng hét thất thanh: "Sư huynh, coi chừng, đó là ảo ảnh đó, không phải là chị dâu đâu." A Linh vừa hét vừa chạy ra, trên tay cầm theo chiếc long bào mà ông Phúc cũng vừa kịp thời đưa tới, nhưng đã muộn. Còn Quán Linh cười lên lanh lảnh, nó lại lao vút lên không trung thi triển ma pháp. Những cột khói đen to lớn được nó dẫn thành một dòng xoáy khổng lồ, rồi ngay lập tức nhắm vào người của Viễn mà dội thẳng xuống, trong khi anh vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phòng bị. Viễn bị trúng một đòn quá mạnh, anh đổ gục xuống, máu miệng phun ra ướt đẫm cả ngực áo, rồi tuôn dài loang rộng tràn cả trên mặt sông lúc này vẫn còn đang dậy sóng. A Linh chỉ kịp hét lên một tiếng: "Sao quên!" Rồi nhanh như cắt, tung lên không trung chiếc long bào có hào quang chiếu sáng. Quán Linh vì bị bất ngờ nên lại bị hào quang thiêu đốt. Nó lập tức thu mình, hóa thành nguyên dạng, rồi rú lên một tràng dài đau đớn. A Linh nhặt lấy thanh kiếm phục ma, cô quay đầu nhìn lại ông Phúc hét lớn: "Đưa anh ấy vào trong, để tôi cầm chân ma nữ." Ông Phúc gật đầu, rồi từ sau bụi tre già, ông chạy ra ngoài ôm lấy cả thân người lúc này đang hoàn toàn mềm nhũn và đã không còn một chút cử động nào của Viễn. Mưa bất chợt trút xuống từng cơn nặng hạt trắng xóa cả bầu trời. Ông Phúc phải rất khó khăn mới kè được Viễn vào bên trong ranh giới của làng thủy. Còn lại A Linh, thật là xui xẻo, vì cơn mưa lúc này đã làm cho chiếc long bào không còn ứng nghiệm. Dần hào quang đột nhiên vụt tắt. Còn Oán Linh lại trở mình vùng dậy. Nó bay lượn trên mặt sông, cất lên giọng cười lanh lảnh, đưa tròng mắt đen ngòm nhìn vào cô mà phát ra giọng nói xa xăm: "Lại là ngươi hả? Một con tiểu tinh, gời không ra gời, yêu không ra yêu, có tài cán gì mà muốn đối đầu với ta hả?" A Linh trong tay cầm chắc thanh bảo kiếm, cô nhếch mép mỉm cười dưới làn mưa đổ thấm ướt cả khuôn mặt, nhìn vào Quán Linh mà gằn giọng: "Muốn biết ta có tài cán gì thì cứ thử xem. Chắc ngươi biết rõ tà thuật của dị giới chứ hả? Hôm nay ta sẽ cho ngươi trở lại địa phủ." dứt câu, không để cho Oán Linh có cơ hội đề phòng. A Linh nhanh như cắt, dùng tà thuật của mình điều khiển thanh bảo kiếm, nhắm vào Oán Linh trên không trung mà ra đòn tới tấp. Những đòn tấn công của A Linh có quy lực vô cùng mạnh mẽ, không thua kém gì Viễn, vì cô đã từng học qua dị thuật. Thế là trên con sông Tiền lúc này lại tiếp tục xảy ra thêm một cuộc chiến giữa một bán yêu và một con ngạ quỷ ngàn năm trong làn mưa trắng xóa. Ông Phúc kéo lê cả thân người của Viễn dưới những hạt mưa lạnh buốt, vì sức ông không đủ để cõng anh trên lưng mà trở về làng. Ngay vào lúc ông đã thấm mệt rã rời vì tuổi già, lại thêm phần trọng bệnh, thì từ phía xa xa có một bóng người đang từ từ tiến tới. Ông Phúc cố căng mắt ra nhìn, vẫn còn chưa kịp nhận ra là ai, thì một giọng nói quen thuộc cất lên, run run đầy lo lắng. Trời ơi anh Viễn, bác Phúc à, anh hãy làm sao thế này? Giọng nói đó không ai khác hơn chính là của cô Lý. Cô lao tới quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy khuôn mặt của Viễn mà khóc không thành tiếng. Ông Phúc sau một giây ngỡ ngàng thì lúc này mới nhìn cô Lý mà nói: Nó bị con ma nữ đánh trọng thương, không biết có còn cứu được hay không. Bác nói sao? Trời ơi! Cô Lý hai mắt mở to nhìn ông Phúc, rồi lại cúi xuống nhìn Viễn. Nước mưa hòa cùng nước mắt lúc này đã làm cho gương mặt của cô trở nên tái nhợt. Ông Phúc khẽ ngoái đầu lại nhìn phía sau, thì không còn nhìn thấy bóng dáng của A Linh đâu nữa. Rồi ông xốc dội hai vai của Viễn lên, nhìn cô Lý nói trong làn mưa: Phụ bác đưa nó về trước đã, bác còn phải ra xem cô gái kia, không biết cô ta có kịp quay lại không. Cô gái nào vậy bác? Là sư muội của cậu Viễn đó. Thôi nhanh lên đi, không có nhiều thời gian đâu. Cô Lý gật đầu lia lịa, vội vàng đỡ lấy một bên cánh tay của Viễn, rồi cùng ông Phúc dìu anh nhanh chóng trở về làng dưới cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, giăng trắng cả đoạn đường mù mịt. Trên đường đi, ông Phúc mới ngó sang nhìn cô Lý hỏi: Sao mày biết bác và cậu Viễn đang ở ngoài này mà ra đây vậy? Cô Lý bị nước mưa tạt vào trong mặt nên không thể nhìn ông, mà chỉ vừa ôm chặt lấy Viễn vừa trả lời: Con không biết nữa, con chỉ thấy trong dạ bồn chồn không yên, cho nên mới sang nhà tìm bác. Không thấy bác ở nhà, rồi cũng chẳng hiểu sao con lại đi ra đây nữa. Ông Phúc im lặng, ông chỉ khẽ thở dài, tự nhủ thầm trong bụng: Chẳng phải là vì hai đứa có thần giao cách cảm hay sao? Chỉ tiếc là... Nhưng ông Phúc chỉ nghĩ trong đầu như vậy thôi, chứ chẳng muốn nói ra, vì bây giờ có nói ra cũng còn ý nghĩa gì đâu. Rồi ông quay sang nhìn cô Lý, tiếp tục hỏi: Bày ra đây vậy, ngộ lỡ thằng Lương nó biết thì sao? Cô Lý khuôn mặt đột nhiên bỗng trở nên băng giá khi nghe ông Phúc nhắc đến tên Lương. Cô mặc dù không muốn nhưng vẫn trả lời ông cho có lệ: Anh ta ngủ rồi bác. Ông Phúc nghe câu trả lời với âm điệu miễn cưỡng đó của cô thì cũng đã hiểu. Ông không hỏi gì thêm nữa, mà chỉ cố rảo bước nhanh hơn, xốc vai Viễn lại kèm cho thật chặt, vì anh lúc này đã không còn một chút cử động nào. Rồi bóng của cả ba người nhẹ nhàng lướt đi trong màn mưa dày đặc, nhanh chóng trở về làng Thủy, trong ngôi nhà nhỏ siêu vẹo của ông Phúc. Làm thế nào bây giờ hả bác? Chúng ta không biết đạo pháp thì làm sao mà cứu anh Viễn được bây giờ? Cô Lý ngồi bên cạnh, cầm lấy bàn tay lạnh toát của Viễn áp vào mặt mình, cất giọng nói đầy lo lắng. Nước mắt tuôn thành dòng, chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt đang tái nhợt của cô. Ông Phúc cũng chỉ biết đứng đó lắc đầu trả lời: Ba cũng không biết phải làm sao nữa. Cả làng chỉ có mỗi một mình lão lang y Đông Hoa, nhưng mà bác vừa chạy sang đó, người nhà họ bảo lão ấy vừa đi lên núi hái thuốc, phải đến 3 ngày sau mới về kịp. Nhưng mà đợi 3 ngày nữa, e rằng cậu Viễn... Ông Phúc nói tới đây thì bất chợt im lặng, khẽ lắc đầu thở dài bất lực. Cô Lý lúc này nhưng ngồi trên đống lửa. Cô bấu chặt lấy bàn tay của Viễn mà lay mạnh. Vừa khóc vừa luôn miệng gọi tên anh, nhưng Viễn vẫn nằm im, hai mắt khép kín, không hề có một chút nào cử động. Có lẽ vì đòn tấn công của Quán Linh quá mạnh, nên cơ hội sống lúc này của Viễn chỉ có thể tính bằng không. Cô Lý với khuôn mặt xanh xao chỉ biết ngồi bên cạnh anh mà nước mắt ngắn dài. Nhưng rồi đột nhiên cô như chợt nhớ ra điều gì đó, vội đứng gục dậy, nhìn ông Phúc mà nói: "Con biết có một người có thể cứu được anh ấy. Không biết có được hay không, nhưng mà vẫn phải thử xem sao." "Là ai?" Ông Phúc khẽ ngước mắt lên, ngó sang nhìn cô Lý, thắc mắc hỏi. Cô không trả lời ông, mà chỉ quay lại nhìn Viễn, lúc này vẫn đang nằm im bất động trên giường, căn dặn ông Phúc: "Bác canh chừng anh ấy nha, con chạy đi đây một lát." Nói rồi, không đợi cho ông Phúc kịp phản ứng gì, cô Lý đã tung cửa lao nhanh ra ngoài như một cơn gió, mặc kệ cho trời lúc này vẫn còn đang mưa tầm tã. Cô chạy băng băng trên con đường lấm lem bùn lầy, với những lần té ngã đau đớn, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy mà không hề có một chút yếu đuối nào, giống như thường ngày. Và trong làn mưa giăng trắng trời, ở phía trước mặt cô, ngôi miếu hoang đang hiện ra mờ nhạt. Cô mừng rỡ, vội nhanh chân chạy tới để tìm bà cụ mà hôm trước cô đã tình cờ gặp được ở ngoài chợ làng. Vì lúc này chỉ có bà ta là có thể mai ra cứu được Viễn, bởi cô biết bà cụ không thuộc về thế giới này. "Bà ơi bà ơi, bà có ở đây không bà?" Giọng nói của cô Lý run run vì lạnh, vừa thở hổn hển, vừa đưa mắt vào bên trong ngôi miếu tìm kiếm mà gọi lớn. Bỗng từ bên dưới đống rơm khô được trải dài trên nền đất, bà cụ đang lồm cồm ngồi dậy, miệng ngáp dài, đưa đôi mắt đục ngầu nhìn về phía cô Lý, trầm giọng trả lời: "Tìm già này để cứu người sao? Ê, thật đáng tiếc là ta không phải pháp sư." Bà cụ lúc này đã ngồi dậy hẳn, hai chân xếp lại khoanh tròn, lưng hơi còng, ngó lên nhìn cô Lý bằng khuôn mặt già nua nhăn nheo, nhưng lại vô cùng phúc hậu. Cô Lý đột nhiên khuỵu chân quỳ xuống, nắm chặt lấy bàn tay của bà cụ. Cô nấc lên từng tiếng mà nói: "Bà ơi, con xin bà hãy cứu lấy anh ấy. Bà muốn con làm gì cũng được, kể cả sinh mạng của con cũng không bao giờ từ chối. Chỉ cần anh ấy được sống thôi. Bà ơi, con xin bà đó bà, con xin bà." Cô Lý khóc nức nở. Nước mắt của cô lúc này còn nhiều hơn những giọt nước mưa nặng trĩu đang rơi rớt ngoài trời. Cô nghĩ đến Viễn đang nằm ở nhà trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì trái tim cô tựa hồ như có ai đang bóp chặt, đau thắt tận tâm can. Chỉ cần Viễn được sống, nếu đổi lấy mạng của cô, thì lúc này cô vẫn sẵn sàng chấp nhận. Bà cụ có lẽ cũng hiểu được tâm tình của cô. Bà khẽ vỗ nhẹ vào bàn tay đang lạnh cóng của cô mà chậm rãi nói: "Thôi được rồi, ta chưa nói xong kìa mà. Tuy ta không phải là pháp sư, nhưng cũng có thể xem xét tình trạng của người mà cô đang muốn cứu. Đi thôi." Bà cụ nói xong thì cũng từ tốn cầm lấy cây gậy gỗ của mình, thong thả đứng lên. Cô Lý thì không cần phải nói, cũng biết lúc này cô vui mừng đến như thế nào. Đôi mắt to tròn ngân ngấn nước của cô vội mở to nhìn bà cụ, reo lên trong tiếng nấc: Bà nói thật chứ? Bà cứu được anh ấy có đúng không?" "Ta chưa chắc chắn, nhưng mà cứ thử xem thế nào đã. Đi thôi." Cô Lý gật đầu lia lịa, vội vã đứng lên, rời khỏi ngôi miếu đi trước dẫn đường. Bà cụ tuy đã già, trông lại vô cùng yếu ớt, nhưng thật kỳ lạ, con đường mưa trơn trượt như thế lại chẳng có thể làm khó được bà. Bà ta cứ bằng bằng với những bước chân thật vững vàng mà lướt đi trong màn đêm u tối, dưới làn mưa xối xả, theo phía sau cô Lý không một chút nào cản trở. Chỉ có cô Lý là té ngã mấy lần vì đã thấm mệt, nhưng cô lại cố gắng gượng dậy, xé tan những hạt mưa lạnh buốt như đang trút vào da thịt mình. Đưa bà cụ nhanh chóng quay trở về ngôi nhà tranh của ông Phúc trong sự kỳ vọng dâng trào vô cùng mãnh liệt. Viễn vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền không cử động. Bà cụ dùng tay kéo nhẹ mí mắt của anh xuống xem xét một lúc, rồi lại cởi những hàng cúc áo trên người Viễn xuống, làm lộ ra khuôn ngực rắn rỏi, dạm dở to lớn của anh. Nhưng lúc này nó lại hóa thành một màu xám xịt rất đổi kỳ dị. Cô Lý có lẽ vì sốt ruột mà níu nhẹ lấy tay của bà cụ, hỏi dồn: "Sao rồi bà? Anh ấy có còn cứu được không bà?" Bà cụ không vội trả lời cô, mà đưa ngón tay gầy guộc nhăn nheo ấn nhẹ vào vết thương trên ngực của Viễn. Im lặng một lúc, sau đó mới ngước mắt nhìn cô. Bà nói: "Cậu ấy bị nội thương khá nghiêm trọng. Vì thân thể có pháp đạo bảo hộ nên mới giữ lại được tính mạng cho đến tận giờ phút này. Lực công phá của đòn chí mạng này quá mạnh. Ta e rằng..." "Bà nói sao cơ? Anh ấy không thể cứu sao bà? Không thể như vậy được. Con xin bà đó, bà hãy làm ơn cứu lấy anh ấy đi. Con van xin bà mà." Cô Lý quỳ thụp xuống, cầm lấy cánh tay của bà cụ mà luôn miệng cầu xin trong tiếng khóc. Ông Phúc trông thấy thế mới vội ngồi xuống đỡ lấy cô. Giọng ông cũng run run nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông nhìn bà cụ cất tiếng: "Có thật là cậu ấy không thể cứu không bà? Không còn cách nào sao?" Bà cụ lúc này trên khuôn mặt có hơi trầm ngâm, nhưng rồi cũng nhanh chóng liếc đôi mắt đục ngầu của mình về phía Viễn mà nói: "Cách thì không phải là không có, nhưng mà nó hơi mất thời gian. Thôi được rồi, để ta thử xem sao. Nhưng mà trong quá trình ta cứu chữa, chỉ một người có thể ở lại đây." "Để con..." Cô Lý nhanh miệng nói lớn, rồi giục đứng lên, bước nhanh về phía Viễn. Cô ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy bàn tay của anh mà áp vào ngực mình như để truyền hơi ấm. Bà cụ lúc này cũng khẽ gật gù, rồi bảo ông Phúc lui ra ngoài để cho bà tiện bề hành sự. Thế là bên trong căn nhà nhỏ siêu dẻo ấy, Viễn lại một lần nữa đang đối mặt với tử thần. Liệu lần này anh có thể may mắn vượt qua hay không, điều đó còn phải nhờ vào phần số. Ông Phúc lúc bấy giờ mới chợt nhớ ra A Linh. Ông vội vàng chạy ra ngoài bến sông. Vì thời gian cũng đã trôi qua khá lâu, nhưng ông vẫn chưa thấy cô quay trở lại. Mưa lúc này càng thêm nặng hạt, gió rít thổi lên từng cơn lạnh buốt thấm vào da thịt, khiến cho ông càng trở nên run rẩy. Ông Phúc đứng đằng sau bụi tre già, đưa mắt nhìn ra phía xa tìm kiếm. Nhưng ngoài kia lúc này chỉ là một khoảng không gian hoàn toàn im ắng. Chỉ có làn mưa đổ trắng xóa cả bầu trời. Mặt sông cũng không còn dậy sóng, mà lại trở nên phẳng lặng phơi mình đón nhận những hạt mưa nặng trĩu đang ùn ùn trút xuống. Ông Phúc đưa tay lên miệng gọi to: "A Linh! A Linh à! Cô ở đâu?" Nhưng đáp lại ông chỉ có tiếng gió hú hòa cùng với tiếng mưa rơi rã rít. Ông lại tiếp tục gọi lớn thêm nhiều lần nữa. Đôi chân càng nít ra xa hơn một chút, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng của A Linh đâu. Cơ thể của ông rung lên bần bật, trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Nhưng ông vẫn không dám bước chân qua ranh giới của bụi tre già, vì nếu để Quán Linh bắt được, ông chỉ còn có đường chết mà thôi. Ông Phúc mặc dù rất lo lắng cho sự an nguy của A Linh, nhưng lúc này ông không thể làm gì khác hơn là quay trở về nhà mà đợi cho đến khi trời sáng. Ánh bình minh yếu ớt cũng bắt đầu xua dần đi cái bóng tối của màn đêm đang bao phủ. Cánh cửa trong căn phòng lúc này đã được hé mở. Cô Lý khẽ lách mình bước ra. Cô gặp ông Phúc đang ngồi co ro ở bên ngoài thì mới vội thì thầm nói gì đó với ông. Sau đó cũng nhanh chóng quay trở về nhà của Lương vì cô sợ anh ta sẽ thức giấc mà gây phiền phức. Ông Phúc gật đầu rồi cũng nhanh chóng đi vội vào nhà. Vừa trông thấy bà cụ, ông đã dồn dã hỏi: "Cậu Viễn sao rồi cụ? Có cứu được hay không?" Bà cụ đang ngồi trên chiếc giường tre trong tư thế đang ngồi thiền. Khuôn mặt khá là mệt mỏi, với hai mắt nhắm nghiền, trả lời ông Phúc: "Cậu ấy ổn rồi, chỉ cần vài hôm nữa là sẽ khỏi thôi. Bây giờ ta cần nghỉ ngơi một chút. Xin phép nhờ nhà của ông nha. Một lát ta sẽ cáo lui." Ông Phúc vội vã xua tay nhanh miệng lên tiếng: "Cụ cứ tự nhiên, khi nào muốn đi cũng được, không có sao cả. Thay mặt cậu Viễn, tôi thành thật cảm ơn cụ nha. Nếu không có cụ, chẳng biết cậu ấy sẽ ra sao nữa." Bà cụ khẽ ừ một tiếng, rồi lại tiếp tục ngồi thiền. Hai chân xếp lại chồng lên nhau, mắt nhắm nghiền mà từ từ đi vào giấc ngủ. Cô Lý vừa bước vào nhà thì trời lúc này cũng bắt đầu rạng sáng. Cô rón rén đi từng bước ngập ngừng tới chỗ để quần áo, vừa với tay định lấy bộ bà ba để đi thay ra thì từ phía sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói băng giá của Lương: "Em vừa đi đâu về thế?" Cô Lý giật thoát mình, đánh rơi cả bộ bà ba xuống đất, trống tim đập liên hồi, vội xoay phắt người lại. Cô nhìn thấy khuôn mặt của Lương dường như không có cảm xúc. Anh ta đang nhìn cô bằng đôi mắt sáng quắc như loài cú mèo, khiến cho cô có một cảm giác gì đó rờn rợn mà không thể nào diễn tả được. Cô bỗng trở nên ấp úng, nhưng vì đối với Lương cô không có một chút cảm tình nào nên cũng chẳng lấy gì làm e ngại mà nhanh miệng trả lời: "Tôi sang nhà bác Phúc. Trời mưa lớn quá, tôi sợ bác ấy ở có một mình có chuyện gì, cho nên qua đó xem sao." Lương vẫn đứng đó nhìn cô chằm chằm, đôi mắt vô hồn không cử động, cũng không có phản ứng gì đối với câu trả lời của cô Lý. Anh ta chỉ im lặng một lúc lâu, sau đó mới từ từ bước tới gần cô. Có lẽ vì sự ám ảnh trong lòng cô với việc làm của anh ta cho tới nay vẫn còn in đậm, nên cô Lý bất giác vội lùi lại mấy bước, hai tay giơ cao chắn ngang ngực mình như phòng thủ. Cô nhìn anh ta nói: "Anh định làm gì?" Nhưng Lương không trả lời. Anh ta chỉ nhẹ tiến sát lại gần cô hơn, rồi bất ngờ cúi xuống nhặt lấy bộ đồ bà ba mà cô Lý vừa đánh rơi lúc nãy, đưa cho cô, cất giọng trầm thấp nói: "Em đi thay đồ rồi ngủ thêm đi, người ướt cả rồi. Anh vào trong ngủ tiếp đây." Dứt câu, anh ta đặt bộ bà ba vào tay của cô, rồi không nói thêm câu gì nữa, nhanh chóng xoay lưng bỏ đi vào trong buồng, đóng kín cửa trong cái thở phào nhẹ nhõm của cô Lý. Ông Phúc lại ra bến sông vào lúc mặt trời vẫn còn chưa mọc để tìm kiếm A Linh. Ông đi dọc theo mé sông nhìn ra tận ngoài xa, rồi lại men theo triền đê, leo lên những gền bùn đất chênh vênh, dùng tay vén những đám cỏ lau cao chót vót để tìm kiếm. Nhưng bóng dáng của A Linh vẫn không hề xuất hiện. Ông chỉ nhặt được chiếc long bào nằm vương vãi ở trên nền đất lạnh, rồi ôm lấy chiếc long bào vào ngực mình. Đôi mắt của ông nhìn xoáy xuống lòng sông mà môi khẽ mấp máy: "Lẽ nào cô ta đã bị ma nữ giết chết rồi sao?" 3 ngày sau, ánh sáng chiếu qua khe cửa lọt vào trong nhà, rọi vào mắt của Viễn, làm cho hai hàng mi của anh khẽ động đậy, rồi từ từ hé mở. Ông Phúc mấy hôm nay cũng chẳng ra đồng, mà ở hẳn trong nhà để trông nom Viễn, theo như lời của bà cụ dặn. Nếu khi nào anh mở mắt, việc đầu tiên là phải dùng một lọ nước mà bà ta để lại thấm vào chiếc khăn lụa đưa cho anh lau mắt, sau đó thì mới được nói chuyện. Ông Phúc không chờ cho Viễn kịp nói câu nào, đã cầm lấy lọ nước, nhanh chóng đi đến lên tiếng trước: "Cậu không được nói chuyện, để tôi lau mắt cho cậu xong thì mới được nói." Viễn mặc dù mới tỉnh lại, nhưng có vẻ anh cũng hiểu nên nhẹ gật đầu không nói câu gì. Sau khi thực hiện công việc đó xong xuôi, ông Phúc lúc này mới nhìn anh mà nói: "Xong rồi đó, cậu thấy trong người sao rồi?" Viễn khẽ chớp đôi mắt sắc sảo của mình, nhìn ông Phúc mỉm cười trả lời: "Con ổn rồi, bác đừng có lo nha." "À, vậy là tốt rồi, mai nhờ trời phù hộ." Viễn đưa tay sờ lên ngực mình, một lát sau mới nhìn ông Phúc hỏi: "Là ai đã cứu con vậy bác?" Ông Phúc rót một ly nước đưa cho Viễn, ra hiệu bảo anh uống trước, sau đó mới từ tốn nói: "Là một bà cụ ở trong côi miếu hoang cuối làng. Bác cũng không biết bà ta là ai. Chỉ có..." Vừa nói tới đây, ông bất chợt ngừng ngang câu nói, bởi ông không muốn cho Viễn biết chính cô Lý là người đã đi nhờ cậy bà ta, và chỉ có cô mới biết bà ta là ai mà thôi. Viễn vẫn đang chăm chú lắng nghe, nhìn thấy thái độ ngập ngừng của ông Phúc, anh mới khẽ nhíu mày lên tiếng: "Chỉ có gì hả bác?" Ông Phúc lúc này mới vội xua tay, nói lảng đi chỗ khác: "Chỉ có biết vậy thôi, chứ tôi cũng đâu có quen bà ấy, tình cờ thôi. Mà cậu mới vừa tỉnh lại à? Cứ nghỉ ngơi thêm cho khỏe đi, khi nào rỗi á thì đi tìm bà cụ hỏi xem sao." "À, dạ." Viễn nhẹ gật đầu, khuôn mặt lúc này đã trở lại hồng hào tươi tỉnh. Anh bất giác đưa mắt nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Có lẽ là một hình bóng quen thuộc vẫn còn in đậm trong trái tim của anh ngay tại căn nhà này. Rồi sau một thoáng giây nhớ ra, anh lại khẽ thở dài, tự lắc đầu xua đi ký ức. Ông Phúc nhìn Viễn, không khó để nhận ra điều đó trong đôi mắt anh tú của anh. Ông cũng khá đau lòng, nhưng mọi thứ bây giờ đã không còn có thể cứu vãn khi cả hai đang bị một hàng rào ngăn cách. Ông cũng chỉ biết thở dài mà tiếc nuối. Rồi Viễn lại trở về với trạng thái điềm nhiên. Anh nhìn ông Phúc khẽ hỏi: "Sư muội của con đâu rồi bác? Nó không ở lại đây sao?" Nghe Viễn nhắc đến A Linh, ông Phúc chợt trong đôi mắt hiện lên nét buồn bã trả lời: "Sư muội của cậu mất tích rồi. Cái đêm cậu bị thương đó, là cô ấy đã kịp thời lao ra cầm chân con ma nữ, để cho tôi có thể đưa được cậu mà trở về làng. Còn bản thân của cô ấy thì ở lại giao chiến. Nhưng khi tôi quay trở lại tìm kiếm thì không thấy sư muội của cậu đâu cả. Mặc dù tôi đã tìm kiếm rất là kỹ, cũng đã 3 ngày rồi." Viễn vừa nghe xong thì đôi mắt chợt mở to, biểu hiện sự lo lắng lẫn đau lòng. Anh ngay lập tức quăng chân bước xuống giường, thái độ khẩn trương nói: "Trời ơi sư muội, để con đi tìm nó. Chẳng lẽ nào nó đã bị ma nữ hạ thủ rồi sao?" Ông Phúc biết Viễn đang rất lo lắng, nên dù muốn nhắc nhở anh rằng vết thương vừa mới được hồi phục, nhưng cũng đành im lặng, vì chính bản thân ông lúc này cũng đang vô cùng lo lắng cho A Linh, bởi cô đã hy sinh thân mình để ở lại chiến đấu với ma nữ, bảo vệ sự bình yên cho dân làng. Thế nên ông cũng không thể nào làm ngơ trước sự việc. Rồi cả hai cùng nhau chạy ngay ra ngoài bến sông, với hy vọng tìm kiếm cho được A Linh. Nhưng dù đã tìm hết mọi ngõ ngách, hết mọi bãi bờ, thì hình bóng của A Linh vẫn cứ như bị bốc hơi, hoàn toàn không một chút dấu vết. Viễn ngay lập tức thả ngay linh thú 100 năm, là một con hồ điệp vàng, để truy lùng, vì A Linh cũng có mang trên mình một con. Nếu cô còn sống thì con hồ điệp này sẽ nhanh chóng đánh hơi được mà dẫn anh tới đó. Nhưng đã mấy canh giờ trôi qua, con hồ điệp vẫn cứ bay lòng vòng, không tìm ra được làn hơi nào còn tồn tại của A Linh. Mọi hy vọng dường như dập tắt. Viễn quỳ gục xuống trên nền đất mà gọi thét tên cô trong sự tiếc thương, vì tận sâu trong thâm tâm của anh, A Linh vẫn là một đứa em gái nhỏ đã cùng anh lớn lên trong suốt quãng hành trình của thời thơ ấu. Ông Phúc nhẹ đặt bàn tay gầy guộc của mình lên vai Viễn, khẽ an ủi. Thôi, âu đó cũng là số kiếp rồi. Cậu nên bảo trọng lấy mình. Chúng tôi cần cậu. A Linh cũng sẽ cảm thấy được yên lòng khi bản thân cô ấy đã hy sinh không oan uổng. Viễn không trả lời ông, mà chỉ im lặng quỳ gục đầu trên nền đất. Chưa khi nào anh cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Cả cô Lý và A Linh, hai người phụ nữ mà anh thật lòng đối xử, một người là tình yêu, còn một người là tình thương, vậy mà cả hai lại rời bỏ anh ra đi không lời từ biệt. Viễn quay trở về trong căn nhà mái lá của ông Phúc. Trái tim đau nhói hằn lên một vết thương lòng khó nguôi khi mà bây giờ, bất kỳ nơi đâu, anh cũng thấy hình bóng của Lý đang nhìn anh mỉm cười rạng rỡ. Ông Phúc đang chuẩn bị ra đồng, trông thấy Viễn như vậy thì cũng khẽ thở dài buồn bã. Rồi ông bước nhẹ tới chỗ của Viễn, nhìn anh cất giọng nói thủ thỉ. Cậu đừng có buồn nữa, cố gắng tịnh dưỡng đi, mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi. Viễn biết ông Phúc vì quan tâm mới an ủi mình. Anh khẽ hít mạnh một hơi, lấy lại sự cân bằng, rồi cũng bất giác mỉm cười nhìn ông. Con hiểu mà bác, chỉ là hoài niệm một chút thôi. Con sẽ cố bình tâm, bác đừng có lo lắng ạ. Ông Phúc gật đầu khẽ ừ, rồi cũng nhanh chóng vác chiếc cuốc ra đồng, không nói thêm câu gì nữa. Chỉ còn lại Viễn một mình. Anh lại tiếp tục rơi vào trạng thái trầm tư. Nói không buồn là tự lừa dối bản thân, chứ cùng một lúc xảy ra quá nhiều biến cố như vậy thì thử hỏi làm sao trong khoảnh khắc mà anh mau chóng bình tâm lại được. Trời cũng bắt đầu ngã bóng xế tà. Viễn vẫn còn ngồi đó, đưa mắt nhìn về phía xa. Trong lúc anh đang còn mải miết với những suy nghĩ về cuộc tình buồn của mình, thì bất thình lình, từ bên ngoài cánh cửa, có một bóng dáng nhỏ bé chạy ùa vào trong nhà. Chưa kịp nhìn thấy anh, đã hớt hải nói lớn. Bác Phúc ơi, anh Viễn sao rồi? Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Bào Thai Của Quỷ, tác giả Cổ Nguyệt. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 4 vào trưa ngày mai nhé. Đến đây thì chương trình đọc truyện dài kỳ buổi trưa xin được khép lại. Chúc quý thính giả có một ngày an lành. Thân ái chào tạm biệt.